Miss hiểu được các bạn, ngân hàng trong tiếng Anh là gì? Thì nó là bank. Bank. Again, bank. Vậy thì khi mà các bạn muốn nói là ngân hàng, khi nào ngân hàng đóng cửa thì bạn nói sao? Các bạn sẽ nói là when does the bank close? When does the bank close? When does the bank close?